Xin chào quý vị và các bạn. Tình hình thời tiết đáng lưu ý nhất trong hôm nay và cả 3 ngày tới chính là hoạt động của cơn bão số 5 có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo từ ngày 11 đến 13 tháng 9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Ở Quảng Nam đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 200mm. Từ ngày 12 đến 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi trên 250mm một đợt. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với hoàn lưu phía Tây Nam của cơn bão số 5, nên hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa là từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực tạnh giáo nhất trên cả nước trong hôm nay là các tỉnh Bắc Bộ. Ban ngày trời có nắng nhẹ, nhiệt độ trưa chiều phổ biến dao động từ 31 đến 34 độ. Dự báo từ tối và đêm mai 12 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 Côn Sơn, nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi, trời chuyển nhiều mây hơn, mưa sẽ có xu hướng gia tăng trở lại trên khu vực. Trên biển, bão số 5 Côn Sơn vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và dự báo lúc 13 giờ chiều nay, ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 5 đến 10 km một giờ và cường độ sẽ giảm dần. Do ảnh hưởng của bão số 5 và khu vực giữa Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Với khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Với những thông tin về cơn bão số 5. Thưa quý vị, bão số 5 có những diễn biến phức tạp, khó lường và đang có hướng di chuyển vào đất liền với cường độ mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, 16 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 380 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Theo đó, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Bão đang trong giai đoạn mạnh nhất và do tương tác với cơn bão Chan Thu rất mạnh ở ngoài Biển Đông, nên khi càng vào gần bờ sẽ càng suy yếu. Từ đêm nay mùng 10 tháng 9 đến 13 tháng 9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200 đến 300mm cả đợt, có nơi trên 350mm cả đợt. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100 đến 200mm cả đợt, có nơi trên 200mm. Theo đó, vào lúc đêm qua tới giờ, bão số 5 vẫn tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.
Lúc 13 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị Quảng Nam 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Ngoài ra còn có một cơn bão khác, tên quốc tế là Chan Thu, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, đi về phía đông của đảo Đài Loan Trung Quốc và không đi vào Biển Đông, nên bão Chan Thu rất ít khả năng thành bão số 6. Theo lý thuyết về hiệu ứng Fujiwara thì khi hai cơn bão trong khoảng cách 1.500 km sẽ có tương tác. Các biểu hiện về quỹ đạo của hai cơn bão cho thấy hiện nay dù cách nhau dưới 1.500 km, tương tác giữa hai bão là không lớn. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khi hai cơn bão có cường độ và kích thước tương đương thì có thể có tương tác rõ hơn. Xin chào quý vị và bà con nông dân. Thời tiết xấu đang diễn ra ở nhiều khu vực trong cả nước. Lúc này do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 5 có tên là Côn Sơn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới phân tích này kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Đáng chú ý, cục bộ có điểm có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa trong khoảng 20 đến 40mm trong 24 giờ, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Bà con và người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Còn trên biển, bão số 5 Côn Sơn có cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, vẫn đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Dù đường đi và cường độ của bão còn rất phức tạp, nhưng các chuyên gia nhận định bão số 5 sẽ tiếp tục gây mưa cho nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó thì nhiều khu vực đã trải qua mưa nhiều ngày nay, do ảnh hưởng của bão sẽ xuất hiện những điểm mưa to đến rất to. Trước tình hình trên, ngay từ bây giờ, bà con nông dân ở các khu vực dự báo có mưa lớn cần lên phương án chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của mưa bão. Cụ thể, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con ra đồng khơi thông dòng chảy, xẻ đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt luống, tránh tình trạng mưa xuống, làm thối rễ, héo cây. Với diện tích nuôi trồng thủy sản, bà con nuôi cần phải chú ý theo dõi và bổ sung oxy hợp lý bằng quạt nước, giúp tránh phân tầng nước trong ao nuôi. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra môi trường nước và tình trạng của giống thủy sản các loại để có biện pháp xử lý kịp thời. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.